nay anh Ba sẽ giới thiệu đến cho các bạn mẫu đèn sau, một trong những mẫu đèn hậu khá là đẹp với bóng sáng LED. Đây là mẫu Bicycle Laser, nó có thể chiếu laser xuống đường với mã là LD51. Đó, ở trên này thì các bạn sẽ có những thông số từ nhà sản xuất, là đèn vừa là LG vừa là LED, rồi là các thứ khác, độ pin của nó là bao nhiêu, sạc là sạc USB, có laser với 500mAh và nguồn cung cấp của nó là 3,7V. Đó, bây giờ tôi sẽ khui chiếc đèn này. Chúng ta sẽ mở hộp chiếc đèn LD51. Khi mở chiếc đèn LD51 này ra thì chúng ta có một là phần thân đèn, chúng ta để đây khá là đẹp và bắt mắt. Một nữa là đó là phần để chúng ta cố định chiếc đèn trên xe của chúng ta. Đây là phần nút cao su và một chiếc dây sạc như thế này là cổng sạc USB. Đó, có 3 phần như vậy. Thì về cái giá đèn này thì khi chúng ta bắt vào cọc yên phía sau của xe của chúng ta thì chúng ta sẽ gài vào cọc yên như thế này, nó sẽ định vị như thế này. Và với kiểu bắt giá vuông như thế này thì các bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Với chiếc đèn này các bạn có thể gắn chiếc đèn này ngang như thế này, cũng có thể gắn dọc như thế này theo chiều của cọc yên. Đó, rất là nhiều cách để chúng ta gắn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem chiếc đèn này có những công dụng như thế nào nhé. Với thiết kế của chiếc đèn thì đó là toàn bộ mặt này là mặt màu đỏ, đó là ánh sáng đỏ, có một nút bấm LED ở đây và nút bấm laser ở bên này, có nghĩa là chiếu tia laser xuống đường. Và đây là cái hình khối để chúng ta gắn vào cái giá như thế này. Ngoài ra chúng ta sẽ có đây là cổng sạc USB của chiếc đèn. Và chiếc đèn này là chiếc đèn chống nước nha các bạn, chống nước và chống nước mưa cho các bạn đi thời tiết mưa gió là thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động chiếc đèn nhé. Đó, nó chạy khá là đẹp và LED này nó đuổi, nó hình như kiểu những chiếc LED của đèn LED sau của chiếc ô tô vậy. Chúng ta sẽ có xem bao nhiêu kiểu nhé. Kiểu này chúng nó chạy nhanh hơn, kiểu này là đèn chạy nhanh hơn, kiểu này là kiểu đứng, sáng đứng và tắt. Như vậy là với màn hình chính của chiếc đèn thì sẽ chạy được 3 kiểu. Còn bên này nó có nút laser, xem có chức năng gì. Laser thì các bạn có thể thấy là khi tôi bấm vào nút laser thì nó sẽ chiếu xuống đường như thế này, khá là đẹp. Bấm thêm một nút nữa thì laser nháy nhanh hơn và laser đứng. Còn nếu các bạn không muốn sử dụng laser thì có thể tắt đi. Đó, laser phân làn phía sau. Với chiều dài của chiếc đèn thì nó rơi vào khoảng hơn 10 phân, khoảng 10 cm, khoảng 10 cm thì chúng ta gắn cũng khá là phù hợp với những chiếc xe đạp thể thao. Và chiếc đèn này chống nước thì chúng ta sẽ test với chiếc đèn này công nghệ chống nước ở từ nhà máy. Thì tôi đã có một cốc nước như này ở đây, tôi sẽ bật chiếc đèn này và nhúng nó xuống nước như thế này. Các bạn có thể thấy cái cốc nước của tôi nó hơi vơi một chút thì tôi sẽ đảo đầu cho các bạn. Đó, chúng ta xem là nó hoạt động ra sao. Ở đây nó có cái phần sạc thì tôi muốn nhúng cái phần sạc này và cái phần nút này xuống nước nhiều hơn. Thì chúng ta sẽ đảo đầu để nhúng với chiếc đèn này xuống nước. Các bạn có thể thấy đây, tôi sẽ test nó trong vòng khoảng 30 giây hoặc có thể lâu hơn để xem nó có hoạt động tốt hay không. Các bạn có thể thấy là đèn vẫn đang chạy bình thường. Đó, tôi có thể đảo đầu đi. Tôi sẽ chuyển ở chế độ ở ngay trong nước xem sao. Vẫn hoạt động rất là tốt các bạn. Đó, đây là tắt rồi, đây là bật. Và chế độ laser ở trong nước cũng ok luôn các bạn. Đấy, như vậy các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Tôi đã test thực thử nghiệm vào nước cho các bạn đây. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nó như thế nào nhé. Chắc chắn là vẫn ok rồi, bởi vì đúng thông số của nhà máy là hoạt động ở trong nước ok. Đấy, các bạn có thể thấy là laser vẫn đang hoạt động bình thường. Tuy nhiên thì đoạn này chúng ta đang có nước cho nên nó sẽ không được đều, nó đang bị vướng nước. Đó, còn đèn thì vẫn đang hoạt động rất là bình thường, các bạn có thể thấy.
Ok, nếu như các bạn muốn tham khảo sản phẩm này và mua sản phẩm này thì hãy qua F3 số 225 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội nhé. Hoặc là lên website của chúng tôi, đó là website xedaphn.net, để đảm bảo một mẫu đèn mới như thế này và đẹp như thế này ở tại F3 với mã là LD51 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video phụ kiện tiếp tới. Xin chào.